Rồi ok, hôm nay game và chào các bạn trở lại trên channel Pop Rock. Chào cả chị em luôn. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục với con game Cat Museum. Ở tập trước thì mình đã khám phá rất nhiều cánh cổng và nó có những cái câu chuyện liên quan đến nhau. Tôi cảm thấy là nó có liên quan đến một cuộc chiến các bạn ạ, chiến tranh ấy. Và bây giờ chúng ta đang ở một cái cánh cửa cuối cùng và mình đang ở trong một cái căn phòng. Ok, để tôi cùng xem nào. Ồ, đây là một cái lều các bạn ạ. Thế còn cái này ấy, là kiểu mấy cái đồ chơi hình đầu con cá đúng không? Thế còn cái này hộp gì đây? Ồ, nó bị khóa rồi. Đây là tôi nghĩ là một cái con búp bê thôi. Bố đã làm nó cho tôi đấy. Đây vẫn là một con búp bê. À, đây là bức ảnh của gia đình này. Ơ, được thế nhở? Tôi đoán đây là phòng ở của cái thằng cu này luôn. À, đây là đèn ngủ này. Đèn ngủ hình con hươu cao cổ. Còn cái giường này thì sao? À, mở được cái này. Ghê vậy. Ok, ghê vậy. Chúng ta bắt đầu đi vào câu chuyện. Bức tranh. Tôi cảm thấy bức tranh này rất giống là bức tranh của Văn Cốc. Uầy, đây không phải là bầu trời đâu. Đây là cái thứ mà nó được tạo ra do chiến tranh ấy. Kiểu do bom nổ ấy, bùm 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 ấy. Và nó tạo nên một cái bầu trời lửa như thế này. À, đây rồi, tôi nghĩ là chúng ta cần phải kiểm tra ở bên trong này. Ở dưới này không có gì. Tất cả đều đổ nát hết rồi. À đây rồi. Đây, có một cái chìa khóa. Đây này, các bạn thấy cái chỗ này không? Đấy, bức tranh của gia đình tôi đấy. Bây giờ là chúng ta sẽ mở cái này còn gì nữa. Để xem bên trong cái hộp này nó có cái gì. Tôi nghĩ đây là cái hộp đồ chơi của cậu bé này thôi. Doraemon à, một cái quả lắc. Cái quả lắc này làm mình nhớ đến Doraemon thôi. Chứ còn thực ra cái quả lắc này nó cũng rất là phổ biến. À, nó là cái vòng đeo cổ của một con mèo. Lắc 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 lắc. À, click click click, ok ok. Con mèo, à con mèo đây này. Wow, linh hồn của con mèo nó tan biến luôn các bạn ạ. À đây, nó đây này. Wow. Nó đây này. Wow, căng thế. Tình hình là có đến 75% các bạn biết đến mình mà chưa nhấn đăng ký kênh. Vậy nên hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đấy, ngày xưa thằng này khi mà cái gia đình nó vẫn còn êm ấm nhá. Là đây, nó sẽ như này đây. Nó đang giang tay ra và nó kiểu nó đón chú mèo của nó ấy. Đấy, hai người đã từng có một cái quãng thời gian rất là hạnh phúc vui vẻ nhá. Bây giờ, ơ, con hình nộm này. Đây, à, ok, tôi phải gắn nó vào. Chúng ta đã nói về con mèo rồi. Tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ nói về cái lều. Ngày xưa cái tụi trẻ con, không phải là cái thời trẻ con ấy, ai cũng muốn có một cái ngôi nhà của mình. Và thường thì chúng ta sẽ làm cái ngôi nhà của mình bằng chăn, bằng gối, đúng không? Đấy, để làm nên một cái không gian riêng. Thì bọn này nó hay chơi ở trong căn nhà đó. Ok, tôi đã quay trở lại chỗ này. Đây là một cái nôi. Ơ, bức tranh con mèo này, cái chúng ta đã từng đi qua bức tranh con mèo này một lần ở trong cái ấy, nhưng mà tôi cũng quên cái chỗ đây là gì rồi. Tôi nghĩ là anh em mình phải đi tiếp thôi. Chăn này. À, chắc chắn là cái này mình có thể làm gì đó được. À, máy chụp ảnh. Ok, chúng ta sẽ phải chụp ảnh. Nhưng mà mình... Why? What the hell? Tại sao lại có thằng bé đây nhỉ? Ghê vậy? Tại sao lại có thằng bé đấy? À đây. Thú thực là tôi không biết là tôi đang chụp cái gì. Đây đây. Nhưng mà mỗi lần cái tay này thò lên thì anh em mình nên chụp lấy một cái. Đây, cái nôi. À. Chụp cái này có thằng trẻ con nó xuất hiện ở đây. Thì lại hơi bị ghê. Ok, ta sẽ đi lên trên này. À, chụp từng chỗ một. À đấy. À, có thể là chúng ta sẽ phải chụp tất cả những cái gì liên quan đến cái nôi với đứa trẻ. Một bức ảnh. Hai bức. Và tôi nghĩ là đúng đấy. Đầu tiên là cái chăn này, cái nôi này, đứa trẻ này. Nhưng mà cái khoảng trống thì tôi chưa hiểu lắm. Tại sao chúng ta lại chụp cái khoảng trống? Ok, đã chụp xong rồi đấy. Bây giờ là chúng ta đã có những bức ảnh rồi. À, bây giờ là mình... Uầy, đốt hết á. Thế nào đấy? Từ từ đã. À, chúng ta sẽ phải... À, mình có thể di chuyển ở thằng cu này.
di chuyển được cả cái nôi ạ. Thế thì có thể chúng ta sẽ phải cho đứa bé này vào trong cái nôi kia. Các bạn hãy nhìn này, nếu mà nó bị chặt ở đây rồi thì chúng ta không đưa nó sang được mà chỉ có thể đưa nó xuống và đưa nó sang nhá. Đưa nó sang nhưng bên này nó lại phải thông với nhau cơ. Tôi hiểu rồi. Vậy tôi thần kỳ vậy, tôi giỏi vậy. Đắp cho đứa bé đã. Đấy, đắp rồi. Thế còn cái hộp này là như nào? Uầy, có một ai đó. Đấy là kết quả của chiến tranh đó. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở trong cái hộp này có cái gì. Ui, mẹ giật cả mình ạ. Gãy ạ. Ui, gãy rồi. À, nhưng mà tôi nghĩ bây giờ mở được. Uầy, lại là con mèo phát sáng này. Đuôi nó màu vàng. Buồn cười nhỉ. Tại sao con mèo lại ở trong này được? Méo. Con mèo nó vẫn méo các bạn, nó chỉ kêu méo méo. À, tôi chết rồi, cái gậy này của tôi bị gãy rồi. Con mèo này bắt đầu ngậm cái này. Ngậm để nó đem đến cho tôi đấy. Để không phải là đem đến cho tôi đâu mà là đem đến cho cái thằng người kia cơ. Để tôi sửa chữa. Ok. Uầy. Uầy, cái gì đấy? Trông gì thế? Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, ảo thuật ra chắc. Những nhân vật này đều đã xuất hiện hết trong cái quá trình chúng ta chơi rồi. Nhưng mà cái nhân vật này thì chưa. Tôi đang rất là tò mò anh ý là ai. Uầy, chúng ta có thể nhìn thấy cậu đấy. Đây là một chương trình kỳ dị. Vãi cả trưởng ạ, thằng này. Thầy bói lại còn có cả bộ não bên cạnh nữa. Trời đất. Uầy, thầy nó chặn cổng zombie tôi rồi. À, nó không chặn. Đây là thằng này đít cổng đấm đây. Nào, chúng ta sẽ nói chuyện với thằng này. Bạn ở đây để xem chương trình của chúng tôi đúng không? Bạn rất là may mắn đấy nhá. Tại vì đây là lần đầu tiên cũng như là cái lần cuối cùng chúng tôi thể hiện show đấy đấy. Chúng tôi sẽ không làm nó lại một lần nào nữa đâu. Cảm ơn. Con mèo 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 này thì sao? Bạn đã từng trải qua điều đó chưa là như nào? Uầy, ông này nhìn được ra tâm hồn của mình. Ông ấy bảo là tâm hồn của cậu mệt mỏi quá. Căng thế. Nó còn biết là mình rất là ngại chia sẻ hay là như thế nào đấy. Tại vì mình không muốn bị mất tất cả. Đúng là thầy bói. Mọi người không thể biết được là mình đã cận kề cái chết như thế nào cả. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp đi. Này, ở đây tôi còn thấy một con mèo nó đang chơi bóng rổ các bạn ạ. Buồn cười thực sự. Ê, thằng này nó sở hữu cả một bức tượng vàng mà bây giờ nó phải đi kiểu làm nghệ sĩ xiếc tung hứng à. Thằng này nó bảo ấy là tôi không thích những thứ từ trên trời rơi xuống. Tại vì nó tạo ra những cái tiếng ồn khủng khiếp. Đấy, và nó bảo là khi mà tôi lớn hơn thì tôi sẽ không cảm thấy sợ nữa. Các bạn có biết những cái thứ từ trên trời rơi xuống và tạo ra tiếng nổ lớn là gì không? Là bom. Bom mìn của chiến tranh ấy. Cái gì đấy? À, tôi và con chim của tôi là có cái nhà mới. Ok. Rồi, cái sâu này buồn cười quá. Đúng rồi. Bây giờ đến cả cái con quái vật này nó cũng nhảy nhót các bạn ạ. Tôi chết rồi. Ơ kìa. Cái cây mọc lên xong con mèo nó ăn mất cái cây. Buồn cười nhé. Ôi, nó đang diễn xiếc các bạn ạ. Nó đang diễn xiếc này. Ôi, tôi không đi được nữa các bạn ạ. Có một điều mà tôi bây giờ mới biết là cái thằng này nó đang cõng anh trai của nó ở trên lưng đấy các bạn ạ. Chúng tôi để xem trong ba lô chúng ta có một quả trứng. À, đây rồi. Bạn đã hoàn thành cái việc đi xung quanh một vòng xem chưa? Mọi người đều đang làm việc rất là chăm chỉ. Đây rồi, tôi thoát được ra khỏi đây rồi các bạn ạ. Uầy, tôi lại quay trở lại cái sảnh đầu tiên. Là như thế nào đấy? Uầy, tôi đã quay lại đây rồi. Để xem có gì khác không nhá. Họ là ai nhỉ? Những cái người này là ai? Có một cái điều khác ấy là cái chỗ này bây giờ nó đã được trang trí thêm vòng hoa, vòng quét các thứ luôn. À, Mona Lisa đã có thêm một cái gậy mèo. Cái lỗ này bị chặn này. À đây rồi. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp. Có một ai đó đang muốn gặp mình đấy các bạn ạ. Ok, nói chuyện với con mèo xem nào. Niu hút. Ây à, quý tộc thế. Con mèo béo ị đang được hai con mèo quạt cho. Được. À, tôi phải cù nó. Mẹ. Dạ.
Ok, đúng được một lần, đúng được một lần. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Đúng được 2 lần, ok ok. Hãy nhớ kỹ nhá, hãy nhớ kỹ này. Hãy nhớ kỹ chân của con mèo. 1, 2, 2, 1. Ok, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Được chưa? Được chưa? Lệch đi đâu được? À, lại xẹp xuống ngay. Bây giờ tôi phải làm gì tiếp? Đang bơm cái gì đó đúng không? Nó xẹp xuống rồi các bạn ạ. Đấy, rất nhiều mèo bay lên. Đoạn này dị không kém. Úi dồi ôi, không hiểu điều gì đang xảy ra ở đây. Tiếp theo là bức tranh này xem nào. Tại sao một người đàn ông lại bị che mặt bởi một quả táo có nhiều roi là thế nào nhỉ? Tôi phải đi đâu đây? Tôi nghĩ là tôi sẽ phải xuống cái phòng cuối cùng. À không, nó dẫn mình đi luôn này. Nhúc nhúc nhúc. Không hiểu kiểu gì. Lạ lùng, tôi không thể hiểu được nó. Hình ảnh này, tôi không nghĩ là nó. Thằng này nó bảo là ông này đang đeo một cái khăn quàng. Thú thực là tôi cũng không biết miêu tả thanh niên này như nào. Nào, hãy nhìn những cái thứ mà chúng tôi vừa tìm thấy đi. Một cái tủ quần áo. Uầy, đây rồi. Thằng này nó biết luôn các bạn ạ. Nó biết là nhà thơ bảo mình nó sẽ mở được quả trứng. Mở được cái đại khái là kiểu cái bất ngờ bên trong quả trứng đó. Có một cái kết nối gì đó ở bên trong quả trứng đó. Kỳ lạ thật. À đây rồi, để tôi thử xem nào. Quả trứng nè. Mỗi năm vào ngày sinh nhật của tôi, mẹ đã đánh dấu chiều cao. Đây, nó là chỗ này đây. Một cái ghế. Lại là con mặt loài này. Nào để xem mày. Không có gì cả. À, con mèo phi là mặt trăng nè. Lại là thằng này nó nằm ở đây. Có bức thư gì đây này. Nó đã... Ồ không, không, không. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ không thể kiếm được cái gì ở đây đâu. Ồ, bây giờ tôi có thể mở được cái cửa. À, đây là cái nơi mà tôi giấu những cái món đồ chơi quý giá nhất. Đây. Quýt, đóng không? Làm gì? Tôi phải mở cái này ra. Làm khô chúng trong không khí và giữ chúng dính với nhau. Là gì ạ? Linh hồn bị bỏ rơi ở nhà và không có nơi nào để đi. Ghê vậy. À, kỳ vọng của những bà mẹ là bình thường nhưng mà nó quá nặng nề với những đứa nhỏ kiểu kiểu đấy đấy. Uầy, cái này căng quá, từng sợi chỉ rồi máu thịt các thứ. Mỗi vào mỗi đêm chỉ có nỗi buồn là vô tận thôi. Thế thì nên nghe nhạc của Mr. Siro nhé. Uầy, tôi lấy thêm được một món đồ chơi nữa. À, hiểu rồi. Sau khi mà chúng ta có những cái tờ giấy đấy, bây giờ chúng ta phải đi thu thập tất cả những cái món đồ chơi có thể, đúng không? Ok, xin nhá. Rồi, đây. Bây giờ mình phải sang bên kia nữa các bạn ạ. Có một món đồ chơi đằng sau này. Đây, mình sẽ xin con này một món. Chuẩn. Sau đó thì mình sẽ phải giấu nó vào ở trong ấy đấy. Đây, còn con này nữa. Chắc xin nốt. Rồi, ok. Đây. Bây giờ là chúng ta sẽ phải về đây. Mình phải đọc lại các bạn ạ. Làm khô chúng trong bầu không khí và giữ chúng, bây giờ chúng được gắn kết với nhau. Phải này không? Tại sao lại chờ đợi? Tôi đang để những cái món đồ ở đây đấy các bạn ạ. Được rồi, có vẻ đúng rồi đấy. Ok, xong rồi. Bây giờ tôi đóng lại nhá, để xem như nào. Có thể là tôi để sai đấy các bạn ạ. Tôi nghĩ là tôi cần phải sắp xếp lại. Lấy lại cái này ạ. Lấy lại cái này. Tôi nghĩ cái này phải vào đây cơ. Đấy. Chỉ cần cho đúng một cái là nó sẽ có câu chuyện của nó. Cái này vào đây. Đấy. Cho đúng là lại có câu chuyện ngay. Ok, đây là giày của đứa bé. Có thể giày chính của thằng cu đấy. Đấy. Lại chuẩn rồi. Đấy rồi, anh đã cõng em trai mình phải đi một quãng đường dài nhá. Thì nó là của cái con ấy.
con là người xương xương ấy. Đấy, để tôi đóng lại nhá. Được chưa? Đóng lại rất ngon lành, cành đào rồi. Đấy, 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 có biến, có biến. Đấy, tôi biết mà. Tôi chỉ có cái đèn ngủ nhỏ này. Nó yếu nhưng mà nó rất là ấm. Tôi sẽ không bao giờ phải sợ bóng tối nữa. Đâu, đèn, à đây, 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 đây. Đèn, đèn ngủ đây. À, hình mặt trăng các bạn ạ. Đèn đẹp đấy. Này, tôi thấy cái cửa tủ này nó sáng sáng rồi. Uầy, kiểu mình bị thôi miên vào con mèo này luôn. Uầy, trứng màu hồng. Ô kìa, ô kìa. Ok, chúng ta đang thấy một cái mảnh vụn gì đó. Tôi không chắc là có phải mảnh vụn hay là mình sẽ tìm được một cái gì. Tìm một con mèo. Wow, happy ending chăng? Happy ending. Không giận, không giận. Khóc khóc. À, thực tế là tìm được con mèo rồi. Nhưng mà chú mèo đã không còn nữa các bạn ạ. Đây là linh hồn của con mèo này. Một hộp thức ăn cho mèo. Mèm 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 mèm. Úi dồi ôi, cái gì đấy? À, tất cả những chú mèo đến chơi với những cái con quái vật. Đấy, cảm giác hạnh phúc. Đấy, cảm giác hạnh phúc. Đấy rồi, mình cũng sẽ chơi với con mèo này. Ok, làm thế nào để mẹ em sắp xếp đúng bây giờ? Làm nào? Thế tớ... À, như nào? Tôi phải xếp làm sao cho cái con mèo này nó sáng lên á. Tôi đang chưa hiểu là mình nên dựa vào đâu để mình sắp xếp cái này. Không hiểu luôn ấy. Mày thích cái nào thì mày phải nói chứ mày cứ meo meo thế. Xin lỗi các bạn là vì tôi đang che mất mặt con mèo một chút nhá. Rồi ok, tôi để cái cam của tôi xuống dưới rồi cho các bạn dễ theo dõi. Chẳng nhẽ bây giờ tôi cứ sắp xếp bừa này rồi à? Ok, tôi sẽ chọn bừa một cái đi. Dây 7 màu con mèo đây. Con này trông ghét thế nhở? Con nào tôi thấy càng ghét tôi phải cho vào. Tôi cho con này vào nhá. Trời, trông nó kiểu, nó giống kiểu một con mèo ấy. Nhưng mà nó lại giống một con cá gì nhở? Kiểu cá nóc. Ê, à, lông này hợp. Lông này. Ờ, tôi thấy là lông này nó hợp với cái này. Ừ. Ok. Đấy, đây là cái đồ chơi cho con mèo này. Tôi hy vọng là con mèo của tôi sẽ thích. Méo. Đấy, mày có thích không? Nhá, trông rất là đẹp, méo. Mày có thích không? Thích không? Thích thì meo 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 đi. Đúng rồi, đừng biến mất nhá. Hãy ở bên cạnh tôi kiểu thế. Đấy rồi, vậy là thằng này bây giờ trở thành chúa tể của những con mèo. Uầy, có gì đây, có gì đây? Ánh sáng các bạn ạ, ánh sáng. Ok, hết à? How to mà hết được nhỉ? Ồ, hết thật này các bạn này. Uầy, special thanh này, cái đoạn này rất quan trọng nha các bạn nhá. Đây, đây, đợi tí. Rồi. Đâu thế? Các bạn nhìn thấy tên ai chưa? Đấy, tại sao tôi lại có tên ở cái phần cuối của con game này trong cái mục cảm ơn? Thì một cái lý do rất đơn giản thôi. Đó chính là trước đây tôi đã chơi cái con game Life Gallery của cái nhà tác giả này rồi. Và bây giờ họ cảm ơn tôi vì cái điều đấy. Chứ không phải là tôi tham gia vào cái quá trình làm game đâu nhá. Không phải đâu các bạn ạ. Rồi ok, chắc là bên này tôi sẽ tạm thời kết thúc ở đây nhá. Và nếu các bạn thấy thích con game này thì có thể là nhấn like cho video này và đăng ký kênh Bobro để ủng hộ tôi sớm đạt được 1,5 triệu người đăng ký. Còn bây giờ thì bye bye. Đoạn cuối này sẽ hơi chóng mặt một tí nhá. bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.